hỏi các anh các chị, tôi chỉ hỏi những người đang sống ở Mỹ nè, họ đang làm nghề neo nè, họ đang làm nghề neo. Chị Hằng lên nói một cái câu: chúng mày là cái lũ lưu vong xứ người, chúng mày ăn bơ sừa thừa cặn, chúng mày qua đó chúng mày bợ đít ăn những cái thứ thừa cặn của Mỹ, chúng mày bám đít Mỹ để chúng mày sống, ngất ngang ngất ngưỡng, chúng mày là một cái lũ ăn mày. Bả chà đạp người ta, bả nói chúng mày là một cái lũ bê chân. Thì các bạn có lên tiếng không? Nói cho tôi biết đi. Các bạn có bảo vệ cái nghề của các bạn không? Các bạn có yêu cái nghề của các bạn không? Nếu một ngày nào đó bà ta nói những cái thằng bác sĩ là những cái thằng chỉ biết cầm dao giết người thôi, thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn có đứng lên không? Có bảo vệ cái nghề nghiệp của mình không? Đừng có đợi phải nói tên tôi. Đã xúc phạm nghệ sĩ, xúc phạm chà đạp nghệ sĩ trong suốt 5 tháng qua, một sự xúc phạm nặng nề, xúc phạm những người Việt sống ở hải ngoại, xúc phạm mà thậm chí tôi nói thẳng, bà ta ngu dốt tới một cái mức độ đã không hiểu chính trị thì im vô. Nào là nói nước Mỹ chúng mày chết như rạ, nước Mỹ chúng mày á chỉ là coi như là hy sinh cái mạng người để cứu kinh tế, cái nước Mỹ chúng mày ăn xin khắp nơi, nhất là những cái thứ mà bỏ đất nước ra đi qua bển chỉ là ăn mày ăn xin. Bà nói cái gì vậy? Bà là một cái thứ ngu ngốc. Tại vì sao bà dám đụng chạm tới những cái quốc thể khác trên thế giới? Tôi nói cho bà biết, nói cho tôi nghe đi, 3 triệu liều vaccine vừa rồi ở đâu? Ở đâu viện trợ cho Việt Nam? Mỹ. 5 triệu tiếp theo ở đâu viện trợ cho Việt Nam? Mỹ. 62.000 tỷ đô la ở đâu viện trợ cho Việt Nam? Mỹ. Và tiếp tục 50.000 liều vaccine tiếp theo ở đâu viện trợ cho Việt Nam? Mỹ. Việt Nam là một trong những đất nước được nhận viện trợ nhiều nhất từ Mỹ. Hãy nghe tôi nói nha. Bà là thứ vô ơn. Tổ quốc, chính phủ còn phải đa tạ nước Mỹ, trong khi đó bà dám phỉ báng nước Mỹ. Bà nghĩ cái gì vậy? Đầu bà có cái gì vậy mà bà mới là một cái thứ vô ơn, một cái thứ chống lại tổ quốc? Chính phủ người ta cảm ơn không hết. Bà lên bà nói bà yêu dân, bà yêu đất nước, bà một lòng vì chính phủ, nhưng bà đang đi lại tất cả những đường lối chính sách. Bà chà đạp cái cộng đồng ở đâu chứ bà chà đạp cộng đồng người Việt bên này là bà là một cái thứ coi như là bà rỗng não rồi. Tôi nói cho bà biết, tất cả những cộng đồng người Việt ở bên này đã hơn 800 chữ ký cùng đứng lên với một cô luật sư để thưa kiện bà ra tòa quốc tế vì cái tội bà phỉ báng nước Mỹ. Bà nói nước Mỹ là hy sinh mạng người để cứu dân, nước Mỹ để cho con người an sinh khắp nơi. Bà chết vì những câu nói đó. Ngày hôm nay á, tôi nói những con người đang theo bà, làm ơn mở mắt ra đi. Nếu là một người sống cho dân, cho nước, là một người như thế nào? Hãy nhìn qua cái cách bà ta thể hiện, cái cách bà ta đối đãi với người khác đi. Không phải họ đuôi, họ điếc đâu. Không phải những cái gì chị chửi Mỹ mà chính phủ không biết đâu. Không phải những cái gì chị đang chà đạp cái cộng đồng, cái kiều bào ở bên nước ngoài không biết đâu. Chị tưởng rằng là chị làm đúng hả? Chị quá sai, quá sai. Những cái gì chị nói ở trên mạng, tất cả những cái điều chị phỉ báng người ta đều có hết á. Có những người nói tôi, chị Hằng làm gì mày mà mày cứ lên mạng mày nói chị Hằng. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi nói vậy nè. Cái thứ nhất, chị Hằng chà đạp kiều bào sống ở nước ngoài, đụng chạm tới nước Mỹ, cái nơi cu mang con tôi, chà đạp tới tất cả những cái cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Đó là một sự xúc phạm, một sự phỉ báng vô cùng lớn. Tôi là một người con Việt Nam, nhưng tôi sống ở nước ngoài thì tôi cũng phải ăn cây nào rào cây nấy, bảo vệ để mà có một cái chánh kiến của mình, nói lên những cái người Việt ở đây họ đã phải khổ đau, hy sinh vất vưởng để mà đem cái đồng tiền giúp về cho gia đình, giúp về cho đất nước. Mọi người hãy nhớ một điều, mọi người có biết một năm kiều bào ở nước ngoài họ đóng bao nhiêu tiền về cho đất nước không? Mọi người có biết không? Mọi người sẽ nói, tụi mày gửi tiền về tụi mày nuôi gia đình tụi mày chứ tụi mày nuôi gì đất nước. Mọi người rất sai. Người ta nói một câu, dân có giàu thì nước mới mạnh, đúng không? Những cái gia đình có kiều bào sống ở nước ngoài á, họ làm ở đây, họ gửi tiền về chi? Để cho cha mẹ mình, anh em mình được xây căn nhà khang trang, để mua cho mọi người những cái chiếc xe tay ga nè, mua những cái điện thoại iPhone nè, để cho mọi người có một cuộc sống sung túc hơn. Vậy tôi hỏi mọi người là có phải họ bớt một phần gánh nặng cho đất nước không? Nếu như những cái gia đình họ không tiền, không bạc, không nhà, không cửa ở Việt Nam thì xã hội Việt Nam nó vất vưởng tới đâu? Đúng không mọi người? Bao nhiêu kiều bào đi ra nước ngoài, họ đóng góp về cho quê hương, họ chỉ cần lo cho gia đình của họ thôi đã là một phần góp cho đất nước vững mạnh. Hãy nhớ cái điều đó.
bà xúc phạm, bà là một cái người thiếu kiến thức, bà chỉ giỏi ma mảnh, bà chỉ giỏi đưa người khác vô tù. Tôi gửi tới chị một cái thông điệp là bằng cái tấm chân thành của tôi không hề muốn bôi nhục chị, không hề muốn nói quá khứ của chị. Nhưng vì sao chị chà đạp tới những con người, những cái đồng nghiệp của tôi, những công việc của tôi, chà đạp tới coi như là cái đất nước mà cu mang tôi và con cái tôi, chà đạp tới một cái đất nước đừng có nói cu mang tôi và con tôi, họ đang giúp cho Việt Nam đó. Người dân Việt Nam á, nhiều người họ biết nghĩ họ còn cảm ơn nước Mỹ, trong khi đó chị còn dùng cái từ gì để chị phai phỉ báng nước Mỹ cho hết nữa không? Tôi nói thật với chị, hết sức là tội lỗi, hết sức là tội lỗi. Tôi xin chị phải nghĩ lại những cái việc làm của mình và chấm dứt ngay cái hành động này. Càng nói càng sai. Nếu chị là một người thật sự có kiến thức, chị càng nói sẽ càng đúng. Nhưng khi chị chỉ nói bằng một cái cách mà mông lung, nói theo cái kiểu cảm tính của mình, bằng cái cách mà giống như là giận, kêu là bằng là giống như là cái tính của chị Hằng là kêu bằng là chị là anh hùng lắm. Ai đụng tới là nói không còn cái gì, ai mới vừa mé mé một chút nói tới chị là không còn cái gì hết. Thì mình bỏ cái đó đi, để cho đất nước được hòa bình.